Sốc đứng trước cảnh đường cung bế tắc giới chức Ukraine quyết định bán nước. Lật đổ Zelensky, người dân đông Ukraine bên vực Moscow đổ lỗi cho chính quyền Kiev. Chiến trường tiếp tục sụp sôi, Nga phóng tên lửa phá tan thành trì Donbass, bắn hạ cường kích Su-25. Cùng lúc đó, Su-34 Nga thả đạn bất thường gây nổ lớn rung chuyển biên giới. Moscow đều súng cối pháo kích vùng biên giới phía Bắc đè bẹp đối phương. Giữa lúc đó, Tổng thư ký NATO bất ngờ đến Kiev cam kết hỗ trợ Ukraine gia nhập. Lên án gây gắt động thái trên, Nga tái khẳng định ngăn Ukraine gia nhập NATO. Đáng chú ý, Mỹ âm mưu làm quá tải phòng không Nga bằng 5.000 tên lửa Tomahawk. Diễn biến khác, Bắc Kinh yêu cầu Seoul thận trọng về Đài Loan. Trong nước, Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây hãy cùng Hồng Hạnh đến với nội dung chi tiết. Xung đột Đông Âu bước sang năm thứ hai vẫn chưa giây phút nào ngừng căng thẳng. Trước tình thế đường cung bế tắc cùng nhiều thất bại nặng nề, tờ báo Bloomberg cho biết Ukraine đang chuẩn bị bán các công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước với giá rẻ mạt. Bloomberg dẫn lời người đứng đầu quỹ tài sản nhà nước Rustem Umerov đưa tin, nếu trong năm nay chúng tôi không bán chúng, tức doanh nghiệp nhà nước, thì năm sau chúng sẽ chỉ có giá trị như đối tượng bất động sản, và sau một năm nữa chỉ có giá mạnh đất mà thôi. Theo ông Rustem Umerov, điều đó phụ thuộc vào chính phủ, vốn đã chia thành hai nhóm, những người muốn bán tất cả mọi thứ và những người chống lại điều đó. Cần lưu ý rằng, nếu chính quyền đưa ra quyết định, Kiev sẽ nhận được khoảng 400 triệu USD từ việc bán các doanh nghiệp nhà nước. 190 triệu USD khác có thể được nhận từ các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp. Verkhov Narada trước đó đã thông báo luật dỡ bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đồng thời, theo các phương tiện truyền thông, ba tập đoàn quốc tế với sự tham gia của tư bản Mỹ đã trở thành những người mua đất lớn nhất của Ukraine và mua tổng cộng 17 triệu hecta chiếm 28% lãnh thổ của Ukraine. Khi liên tiếp không có bước tiến và giành về được lợi thế đáng kể trong cuộc chiến khốc liệt với cường quốc lớn như Nga, Ngày càng nhiều người dân Ukraine tỏ ra nghi ngờ về chính quyền Zelensky. Một bộ phận cư dân ở các thành phố, thị trấn miền đông nước này vẫn gây bối rối cho các quan chức và cảnh sát sở tại khi ủng hộ Nga, đợi chờ quân Nga tới. Đứng bên ngoài ngôi nhà của mình, chỉ tay về cái hố do rocket nổ tạo ra trên đường đi của mình, một cư dân người Ukraine ở vùng chiến sự tỏ thái độ giận dữ. Bà nhanh chóng quy trách nhiệm cho quân đội Ukraine về cuộc tấn công này, Họ giết hại chúng tôi. Các binh sĩ của chúng tôi đang giết hại chúng tôi. Người phụ nữ tên Natasha này đổ lỗi về vụ tập kích tên lửa cho quân đội Ukraine, chứ không phải lực lượng Nga, đang thực hiện tấn công thành phố Bakhmut gần đó và bao vây các thị trấn khác trong 8 tháng qua. Giống như thông tin trong các hoạt động tuyên truyền của Nga, những người dân địa phương như Natasha đã tố cáo phương Tây gây ra cuộc xung đột vũ trang, đồng thời chỉ trích quân đội Ukraine đã pháo kích nhà cửa của họ nhằm buộc họ phải rời khỏi đây. Bà Natasha sống ở thị trấn Kostaninivka, nói với phóng viên New York Times Mỹ rằng họ làm thế một cách cố ý, họ nói người dân cần phải sơ tán, họ cần đất. Binh sĩ Ukraine gọi những người dân này là những người đợi chờ. Đây là nhóm những người từ chối đi sơ tán và cố bám trụ cùng nhà cửa và đợi chờ quân Nga tiếp quản vùng đất họ đang sinh sống, dù cho khi ở lại họ đối mặt với hiểm nguy do bơm rơi đạn lạc. Vùng Đông Donbass là khu vực thân Nga nhất ở Ukraine, nơi đây gần gũi Nga về địa lý và có những gia đình có mối quan hệ với cả hai nước. Tại nhiều thành phố trong vùng, tiếng Nga được sử dụng phổ biến hơn cả tiếng Ukraine. Cũng tại miền Đông, Nga đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào thành phố Vuhledar khi tình hình chiến sự tại đây tiếp tục leo thang. Đợt tấn công ồ ạt này của chính quyền Moscow gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cả về người và của. Hiện con số thương vong chưa được công bố. Baflo Kirilenko, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Donetsk, hôm 20 tháng 4 cho biết, Nga đã tiến hành 30 cuộc tấn công vào thành phố Vuleda ở miền đông Ukraine. Ông Kirilenko xác nhận một người đã thiệt mạng tại thành phố Kostaninivka gần đó. Theo ông Kirilenko, hai tòa nhà hai tầng, tám ngôi nhà, tám ô tô và một trường học ở viro đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích ngoài ra hai ngôi nhà bị hư hại ở Toretsk, trong khi các khu định cư ở ngoại ô Jashivya và Suleda cũng bị bắn phá công số thương vong do các cuộc tấn công ở Vuleda chưa được công bố hiện các nhà chức trách chưa xác nhận trường hợp tử vong nào ở Novokrainka nơi cũng bị tấn công trong những tuần gần đây giao tranh dữ dội diễn ra ở thành phố Vuleda phía tây tỉnh Donetsk và các khu vực lân cận khi nga dồn lực cho mục tiêu kiểm soát vùng Donbass miền đông ukraine giới quan sát nhận định thành phố Vuleda có tầm quan trọng thèn chốt đối với Nga. Cùng lúc đó, giới chức Nga cho biết một chiếc máy bay Su-34 đã thả đạn một cách bất thường xuống thành phố Belgorod, tây nam nước này, dẫn đến vụ nổ tạo ra hố rộng 20 m Một vụ nổ đã xảy ra, jetlab Gladkov, thống đốc vùng Belgorod cho biết trên Telegram ngày 20 tháng 4, một hố rộng khoảng 20m xuất hiện ở trung tâm thành phố. Ông cho biết hai người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Bộ quốc phòng nga sau đó ra tuyên bố cho biết một phi cơ Sukhoi Su-34 khi bay trên thành phố Belgorod đã thả đạn một cách bất thường vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4, 2 giờ ngày 21 tháng 4 giờ Hà Nội, nhưng không nêu cụ thể loại đạn liên quan. Giới chức nga đã mở cuộc điều tra. Ông Klatkov cho biết, sức ép từ vụ nổ đã làm vỡ kính cửa sổ một tòa nhà gần đó, gây hư hại một số xe hơi và vài cột điện bị đổ. Cư dân khu vực bị ảnh hưởng có thể tạm trú tại các khách sạn, trong khi các chuyên gia thẩm định lại chất lượng công trình. Tỉnh Belgorod giáp với tỉnh Shemy và Kharkov của Ukraine và là một trong những điểm tập kết của lực lượng Nga tham chiến tại nước láng giềng. Khu vực này từng hứng chịu nhiều vụ nổ kho đạn và hỏa hoạn trong năm 2022. Giới chức Nga nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine tập kích tên lửa qua biên giới vào Belgorod, trong khi Kyiv bác bỏ. Thời gian gần đây, các khu vực biên giới Shami và Chernihiv của Ukraine thường xuyên phải hứng chịu các đợt pháo kích từ Nga. Trong ngày hôm qua, nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tấn công khu vực biên giới Chernihiv tại nước này, gây thương vong về người. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Telegram cá nhân hôm 20 tháng 4, ông Vyacheslav Charles, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Chernihiv, cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt pháo kích nhằm vào vùng biên giới phía bắc của Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành tấn công khu vực biên giới Chernihiv hai lần trong ngày 20 tháng 4, đã có thương vong về người được ghi nhận, ông Charles viết. Theo người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Chernihiv, các đợt tấn công của Nga diễn ra từ 10h40 đến 11h15 sáng ngày 20 tháng 4. Theo thống kê, sáu loạt đạn được bắn từ súng cối cỡ nòng 120 mm từ phía bên kia biên giới. Vụ tấn công trên đã khiến ba người bị thương nặng. Sau khi được đưa vào bệnh viện, một người trong số họ đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại các khu định cư Herimavka và Halahinevka cũng bị hư hỏng. Cũng trong ngày 20 tháng 4, nhà chức trách Ukraine tại Kherson cáo buộc Nga đã bắn hàng trăm phát đạn pháo vào khu vực này. Theo người đứng đầu chính quyền quân quản tại Kherson, Oleksandr Brokudin, chỉ trong 24 giờ qua, 298 phát đạn pháo đã được Nga bắn về phía khu vực của ông. Ông Brokudin tiết lộ ngoài các công trình quân sự, pháo binh Nga còn nhắm đến các cơ sở hạ tầng quan trọng tại thành phố này. Nhiều ngôi nhà và phương tiện giao thông của người dân cũng đã bị phá hủy. Vụ tấn công này khiến ít nhất 6 người bị thương. Chiến trường thảm bại, người dân quay lưng. Đến hiện tại, ông Zelensky cùng giới chức cần phải đối mặt với làn sóng không ủng hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây cho biết, Colombia vẫn từ chối cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, chủ yếu là trực thăng do Nga sản xuất cho chính quyền Kiev nói với phóng viên tass sau cuộc hội đàm với tổng thống hoa kỳ joe biden tại nhà trắng hôm thứ năm tổng thống colombia khẳng định một lần nữa quan điểm của chính phủ hiện tại là chúng sẽ không được sử dụng trong xung đột chúng sẽ không đến ukraine chúng sẽ không đến nga cuộc thảo luận về chủ đề này xoay quanh vũ khí của nga trước hết là máy bay trực thăng ông petro tiếp tục Nhà lãnh đạo nói thêm rằng vũ khí và thiết bị được đề cập đã được mua bởi chính phủ trước đó. Tổng thống Colombia đồng thời cho biết vào tháng 1 rằng Washington đã thảo luận về khả năng chuyển giao vũ khí do Nga và Liên Xô sản xuất với Bogota. Trước đó, ông nói đề xuất của Hoa Kỳ thậm chí còn không được chính phủ nước Cộng hòa xem xét. Giữa lúc chiến trường ngổn ngang đổ vỡ cùng nhiều loay hoay từ phía chính quyền Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg bất ngờ có chuyến thăm không báo trước tới Kiev, bày tỏ ủng hộ đất nước Đông Âu gia nhập khối và cam kết sát cánh với nước này. Tổng thư ký NATO đang ở Ukraine. Một quan chức NATO hôm qua cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của ông Stoltenberg từ khi chiến sự bùng phát. Truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cúi đầu trước đài tưởng niệm binh sĩ tử trận ở trung tâm Kiev. Ông cũng xem xét những thiết bị quân sự bị hư hại của Nga được trưng bày tại một quảng trường ở thủ đô Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đã đến lúc NATO đưa ra quyết định chính trị để mời Ukraine gia nhập liên minh và muốn biết thời điểm được kết nạp. Đáp lại, ông Stoltenberg tuyên bố tương lai của Ukraine là trở thành thành viên NATO. Hãy để tôi nói rõ, vị trí xứng đáng của Ukraine là trong đại gia đình đồng châu Âu, đại Tây Dương và trong NATO. Và theo thời gian, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp các bạn biến điều này thành có thể, ông Stoltenberg nói ukraine theo đuổi tư cách thành viên nato là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với nước láng giềng nga hiện nay nga coi nato là liên minh quân sự thù địch gây ra mối đe dọa an ninh chuyến thăm của ông stoltenberg không được thông báo trước về lý do an ninh trước đó nhiều lãnh đạo phương tây trong đó có tổng thống mỹ joe biden đã đến thăm kiev và gặp tổng thống volodymyr zelensky để bày tỏ ủng hộ quốc gia này Phản hồi lại chuyến thăm Tổng thư ký NATO tới Kiev cùng những phát ngôn xoay quanh cuộc trao đổi của hai nhà lãnh đạo, Điện Kremlin nhắc lại rằng ngăn Kiev gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng và đáng kể đối với đất nước và an ninh của chúng tôi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 4 tuyên bố. Ông Peskov cho hay, Nga không bình luận về khả năng Ukraine gia nhập NATO, nhưng ngăn chặn kịch bản này vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Về phía Nga, sau khi lực lượng hải quân nước này tiến hành đợt kiểm tra đột xuất theo lệnh ông Putin, đô đốc Avakians được thông báo sẽ không còn giữ chức tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương. Yuri Rudnev, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Viễn Đông hôm qua cho biết, đô đốc Sergey Avakians, 66 tuổi đã được điều chuyển sang một đơn vị giám sát hoạt động huấn luyện quân sự và giáo dục lòng yêu nước. Avakian được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 5 năm 2012 và được thăng hàm Đô đốc năm 2014. Giới chức Nga không nêu rõ lý do điều chuyển công tác ông Avakian và ai sẽ là người thay ông chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương. Quyết định điều chuyển ông Avakian được công bố sau khi Hạm đội Thái Bình Dương hôm 17 tháng 4 tiến hành đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đột xuất theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Đợt diễn tập diễn ra ở phía nam biển Okhotsk ok theo kịch bản đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay vào đảo Sakhalin và quần đảo Kuril chuyển sang các diễn biến khác liên quan đến phát ngôn đề cập khả năng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Nhà xanh cho biết Hàn Quốc sẽ quyết định có viện trợ quân sự cho Ukraine hay không tùy vào những hành động tiếp theo của nga. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm 20 tháng 4 rằng Hàn Quốc không thể đứng nhìn nếu có những vụ sát hại mà cộng đồng quốc tế coi là nghiêm trọng. Những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào Nga, một quan chức cấp cao văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói. Người này khẳng định chính sách không cung cấp vũ khí cho quốc gia có chiến sự là quan điểm tự nguyện, không phải luật của Hàn Quốc. Theo quan chức trên, trừ khi có thương vong dân thường quy mô lớn, xứ sở kim chi vẫn giữ vững lập trường hiện tại. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol ngày 18 tháng 4 lần đầu đề cập khả năng Seoul có thể viện trợ quân sự cho Kiev. Nếu xảy ra tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, ví dụ cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thường dân, thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh. Trước đó, Seoul duy trì quan điểm là Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Đại sứ Ukraine tại Seoul Dmitro Bonomarenko hoan nghênh động thái này. Về phía Nga, nước này cảnh báo Hàn Quốc có lập trường không thân thiện, cho rằng viện trợ cho Kiev đồng nghĩa Seoul tham gia ở một mức độ nào đó vào cuộc xung đột ở Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Dmitry Medvedev ngày 19 tháng 4 đe dọa Nga có thể chuyển vũ khí tiên tiến tới Triều Tiên để đáp trả. Trong khi đó, tên lửa hành trình Tomahawk theo nhận xét vẫn là một mục tiêu đầy thách thức đối với các hệ thống phòng không Nga. Nhận biết được điều này, Mỹ đang có âm mưu đe dọa tức thì nhằm vào Moscow bằng cách lên kế hoạch gửi 5.000 tên lửa Tomahawk tới các mục tiêu ở Nga. Tờ New York Times của Mỹ đã đăng một bài phân tích cho rằng NATO đang phát triển khái niệm về kế hoạch giả định đe dọa tức thì nhằm vào Nga. Kế hoạch này kêu gọi gửi 5.000 tên lửa tới các mục tiêu ở Nga để hệ thống phòng không bị quá tải do không thể đối phó với quá nhiều mục tiêu. Vũ khí được sử dụng theo xác định chính là tên lửa hành trình tầm trung như Tomahawk. Theo tờ báo này, một cuộc tấn công chớp nhoáng như vậy sẽ vô hiệu hóa đầu não của đối thủ, bởi vì những tên lửa này sẽ phá hủy các trung tâm ra quyết định. Trước diễn biến trên, một số chuyên gia quốc phòng trong đó có ông Vladimir Kozin, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, đã bày tỏ ý kiến phản hồi. Theo ông Kozin, do nguồn cung cấp tin là ấn phẩm New York Times của Mỹ nên có thể đây là thông tin sai lệch nhằm mục đích đánh lạc hướng Nga hoặc gây ra sự sợ hãi, cũng có thể Mỹ đang chờ phản ứng từ phía Nga để đưa ra những bước đi tiếp theo. Vị chuyên gia lưu ý rằng tờ báo thường đề cập đến các nguồn nặc danh và nếu không có xác thực thì đây rõ ràng là thông tin sai lệch. Chuyên gia Kozin tin rằng thông tin sai lệch nên được trả lời bằng các phương pháp riêng biệt. Tôi sẽ đăng thông tin trên một số tờ báo của Nga ngay lập tức theo tâm trạng của mình. Vì vậy, ở nước ngoài, như người ta nói, hãy vào độ bức tay. Tiếp tục các thông tin đáng chú ý. Trung Quốc hôm qua đã bắt bình luận của Tổng thống Hàn Quốc rằng cả Triều Tiên và Đài Loan đều là vấn đề toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Seoul nên hành động thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong họp báo ngày 20 tháng 4 nói rằng vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ và là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông nói, bản chất vấn đề bán đảo Triều Tiên và Đài Loan hoàn toàn khác nhau và không thể so sánh. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bình luận về căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong cuộc phỏng vấn với Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ tuần tới. Tất cả những căng thẳng này xảy ra đều do nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối thay đổi này. Ông Yu nói, Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan, mà giống như Triều Tiên, đây là vấn đề toàn cầu. Ông Uông Văn Bân tuyên bố Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và kêu gọi Seoul tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Bình luận của ông Yun được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc tiến hành nhiều tập trận xung quanh đảo Đài Loan và tiếp tục hiện diện quân sự ở eo biển này. Sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California, Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ với lãnh đạo Đài Loan là thách thức đối với chủ quyền của họ. Trên thế giới, tại Mỹ, nhiều kênh truyền thông nước này cho biết Tổng thống Biden có thể tuyên bố tái tranh cử vào tuần sau, nhưng hiện chưa rõ thời gian cụ thể. Tờ Washington Post ngày 20 tháng 4 dẫn các nguồn thảo tin nói, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các trợ lý dự kiến đăng video thông báo tranh cử năm 2024 vào ngày 25 tháng 4. Đây là thời điểm tròn 4 năm ông Biden, đảng Dân Chủ, bắt đầu cuộc đua và sau đó đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump năm 2019. Các hãng tin khác như CNN, NBC cũng đưa thông tin tương tự. Reuters dẫn lời các cố vấn trong và ngoài Nhà Trắng lưu ý mốc 25 tháng 4 có thể thay đổi. Ông Biden, 80 tuổi, đang là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Ông sẽ 86 tuổi nếu tái đắc cử và hoàn thành nhiệm kỳ 2. Kết quả một khảo sát công bố ngày 19 tháng 4 cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Biden đang làm với tư cách tổng thống gần thấp nhất trong nhiệm kỳ. Tổng thống Biden từng nhiều lần ám chỉ sẽ ra tranh cử lần hai. Những người ủng hộ cho rằng ông Biden không cần phải vội khi phe Cộng hòa dường như sắp xảy ra một cuộc chiến đề cử xấu xí, còn tổng thống không có đối thủ đáng gồm trong nội bộ đảng Dân Chủ. Nhà Trắng và Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ từ chối bình luận về thông tin. Thưa quý vị, Đảng Nhân dân Đài Loan TPP kể từ khi thành lập đã đấu tranh để tìm ra một bản sắc nhất quán khác biệt với các bên khác, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Sau một thời gian dài, Chủ tịch đảng Kho wen gần đây lưu ý đảng có thể bắt đầu hình thành sau cuộc bầu cử tháng 1 trước đó. Đảng Nhân dân Đài Loan đã có lập trường dựa trên các chính sách cụ thể và được cho là thực tế, thực dụng dựa trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được coi là một đảng riêng biệt được hình thành đầy đủ quan điểm trên cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi và mặc dù chưa hoàn thành nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực sau cuộc bầu cử vào tháng 1 trước đó. Bằng sự thừa nhận của chính mình, chủ tịch đảng Kong wen lưu ý rằng ông đã bị phân tâm bởi việc trở thành thị trưởng Đài Bắc và không thực sự làm tốt công việc điều hành TPP. Một tổ chức tư vấn của Taiwan Origin Brand Trust được thành lập vào tháng 1 đã làm việc trên giấy tờ về những gì mà đảng này đại diện. Mặc dù sách trắng vẫn chưa được công bố, nhưng một số ý tưởng gần đây đến từ ông khô dường như được cân nhắc kỹ lưỡng và nhất quán hơn ông đã đưa ra một số lập trường rõ ràng về trung quốc cùng một số đề xuất thú vị về vai trò chủ tịch thủ tướng và trách nhiệm giải trình đồng thời đang trình bày rõ ràng tầm nhìn về một đảng mà nếu được nắm quyền sẽ tuyển dụng các quan chức từ khắp các lĩnh vực chính trị và đoàn kết cả hai bên trong nước chiều 20 tháng 4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao cho biết về phản ứng của Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép ở biển Đông. Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, lệnh cấm đánh bắt cá này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt nhấn mạnh lập trường của việt nam nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam với quần đảo hoàng sa quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển của việt nam không làm phức tạp tình hình đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định ở biển đông ông việt cho hay Phát biểu được Phó Phát ngôn viên đưa ra khi bình luận về thông tin giới chức Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên có hiệu lực tại 4 vùng biển xung quanh nước này gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Bột Hải và Hoàng Hải từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8. Lệnh cấm của Trung Quốc tại Biển Đông bao trùm khu vực từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan, trong đó có quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của tv Chess nâng tầm kiến thức chiều ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo